Kính chào quý vị. Chúng tôi xin hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình Văn hóa Việt Nam xưa và nay trên hệ thống truyền hình Việt TV. Kính chúc quý vị, ngày hôm nay đó là chúng tôi đúng là đang ở mùa đông. Trên đường đến phòng thu hình, trời mưa gió rầm rề, đường cũng trơn ướt tiêu điều, đúng như là trong bài hát Em đến thanh một chiều mưa của tác giả Tô Vũ. Lần trước khi chúng ta nói chuyện với nhà thơ Trinh Nguyên thì ông có nói rằng là chúng ta đang ở mùa đông mà sao lại nói chuyện mùa thu. Thì tôi có nói là ở mùa nào và nói chuyện về bất cứ mùa nào cũng được. Nhưng ngày hôm nay đúng là một ngày mùa đông, thì chúng ta lại mời quý vị trở lại với chương trình của chúng tôi cùng nhà thơ Trinh Nguyên để nói chuyện về mùa đông. Chào anh Trinh Nguyên, hôm nay thì anh vui lòng rồi nhá. Chúng ta không có đốt giai đoạn gì cả, chúng ta đã nói chuyện về mùa đông. Vậy thì hôm nay anh cảm thấy thế nào khi anh đến đây? Xin chào anh giáo sư Nguyễn Đức Lâm và xin chào quý vị ở trên đài. Nói cho đúng rằng khi mà tôi lái xe ra từ nhà mà tới cái đài TV mà thì tôi thấy mưa rầm. Anh thấy không? Mà mưa rầm thì lại nó lại là vào cuối đông của miền Bắc Hà Nội. Hà Nội. Hà Nội mùa thu và mùa đông nó nối với nhau bằng cái dạng mưa rầm, gọi là mưa bụi. Vâng. Do đó nên cũng thấy xót xa. Anh có cảm thấy có chút cảm xúc muốn làm thơ phải không? Và hoặc là nhớ đến những cái bài thơ về mùa đông. Đúng rồi. Nhớ tới khi mà nói đến mùa đông và nói đến chúng ta nói đến thi ca mùa đông trong thi ca Việt Nam thì chắc chắn là có rất nhiều tác giả đã từ bao nhiêu năm qua. Tuy nhiên đó, lần trước anh có nói là trong số những cái tác giả mà làm thơ đó, một trong những người mà gọi là làm thơ một cách rất giản dị, Thở ra thơ, nói ra thơ, xuất khẩu thành thơ. Đúng. Đó là nhà thơ Nguyễn Bính. Vậy thì hôm nay đó, tôi xin gửi chia sẻ với anh và quý vị một bài thơ, một đoạn thơ của Nguyễn Bính. Đã thấy xuân về với gió đông, với trên màu má gái chưa chồng, bên yên hàng xóm, cô hàng xóm ngước mắt nhìn trời đôi mắt trong. Đấy là Nguyễn Bính tả về mùa đông. Đúng. Nhưng mà tôi thấy rằng là ngoài cái mùa đông của Nguyễn Bính ra, còn biết rất nhiều người nói về mùa đông nữa. Thưa anh, Thi Hào Nguyễn Du nói như thế nào? Nói cho đúng thì là tất cả những cái nhà thơ của Việt Nam mình đó, thì có Nguyễn Bính, rồi Anh Thư, Tế Hanh, rồi Thế Lữ, Huy Cận, rồi đó, trong cái thời kỳ mà trước tuổi của mình đó, thì nói cho đúng là Nguyễn Du cũng có những cái câu thơ về mùa đông chứ không phải không. Nhưng nói cho đúng rằng thì nó là tôi cũng đọc nhưng mà rồi cũng quên đấy. Tôi sẽ nhắc dùm anh. Nguyễn Du viết là bước chân, bước thân đến bước lạc loài, nhị đào thà bẻ cho người tình chung, vì ai ngăn đón gió đông, thiệt lòng khi ở, đau lòng khi đi. Đấy là một trong những cái câu mà ngoài ra thì kính thưa quý vị và thưa anh, cái thời mà trước đó thì có lẽ cũng nhiều người như Ôn Như Hầu hay là Đặng Trần Côn làm những cái bài thơ về mùa đông rất là hay. Chẳng hạn như chúng ta nói là Đặng Trần Côn nói là thuở đăng đổ mai chưa dạn gió, hỏi ngày về chỉ độ đào bông, nay đào đã quyến gió đông, phủ dung lại nở bên sông Bơ Sở. Đấy là những cái nhà thơ mà xưa. Còn hôm nay đó thì có lẽ lần trước chúng ta đã nói chuyện có một nhà thơ rất nổi tiếng là Lưu Trọng Lư với bài Tiếng Thu, có phải không thưa anh? Đúng rồi. Nhưng mà nhà thơ Lưu Trọng Lư đó còn nổi tiếng, cũng rất nổi tiếng với một bài thơ dài và nhiều khúc thơ, nhiều đoạn thơ đã là cái nguồn sáng tác cho các nhạc sĩ phổ thơ. Đúng. Như là
Phạm Đình Chương, như là Anh Bằng, Anh Bằng, rồi Y Vân, vâng vâng. Thưa anh có thể chia sẻ cái bài thơ Một Mùa Đông, một vài đoạn và nhận xét của anh về cái bài thơ này như thế nào không? Nói cho đúng là cái bài thơ về mùa đông thì nó có tất cả 1, 2, 3, 4, nó có tới mười mấy đoạn. Vâng. Thì bởi vì một cái bài thơ hay, vâng, và nó lại dài. Đâm ra, vâng, nếu mà phổ nhạc mà đưa vào một nguồn nhạc không á, thì sự thực là nó quá khổ. Vâng, chỉ lấy một vài ý thôi. Vâng, đâm ra người ta nhiều nhạc sĩ lấy một vài ý ở chỗ này. Nhưng mà trong cái mười mấy đoạn của Về Mùa Đông này thì tôi thích nhất có một cái đoạn gần cuối, tức là cái câu nó thế này: em chỉ là em gái thôi, người em sầu mộng muôn đời. Của muôn đời. Dạ. Tình như tuyết răng đầu núi, vằng vặc muôn thu nét tuyệt vời. Vâng. Cái cách mà ông ấy tả cái tình của cái cô gái này, nó như là một mùa đông nhưng mà nó lại ở trên đỉnh núi. Mà khi mà nó ở trên đỉnh núi thì nó khá cao. Cái tình nó cao quá mà nó trắng quá, nghĩa là nó trắng như tuyết, không có một cái gì bụi bặm cả. Gọi là một cái tình yêu thanh cao. Đúng, nó rất là trong trắng. Tình yêu thăng hoa phải không? Vâng, đúng. Bởi vậy ông mới kết luận một cái là vằng vặc muôn thu nét tuyệt vời. Vâng. Cái câu nó quá tuyệt đi. anh nghĩ sao về câu này? Cái câu này tôi nghĩ là rất là dí dỏm. Ai bảo em là giai nhân cho đời anh đau khổ? Ai bảo em ngồi bên cửa sổ, nhưng thực ra có chỗ người ta gọi là bên song cửa cho vướng, cho víu nợ thi nhân. Đó thì anh có nghĩ là cái tâm trạng của anh cũng hay ở trong đó. Bao giờ anh nhìn ra bên cửa sổ giống như Nguyễn Bính, thấy cô hàng xóm đẹp mà anh cảm xúc viết lên một bài thơ nào không, hay trong trường hợp nào đó? Thì thực là đối với lại tâm hồn của những người thì văn nghệ sĩ cũng như là tôi dính dáng ở trong đó một chút chẳng hạn, thì đến cái nói cho đúng là đến mùa đông mà anh cứ tưởng tượng của anh, tức cái mùa đông mà mùa đông của miền Bắc, Lưu Trọng Lư là người Bắc. Vâng. Okay. Anh thấy cái người Hà Nội mà anh thấy rằng mùa miền Bắc gió Bắc thổi vào. Vâng. Anh thấy nó lạnh căm căm ở trong người, mà trong khi đó ở trong bên cái cửa sổ kia kìa, có một người con gái đang đứng ở trong cái bên cái cửa sổ mà mở hé cái mảnh ra để mà nhìn ra ngoài, một người nghệ sĩ đi ngang qua, anh thử tưởng tượng được thì là nó đẹp biết bao nhiêu. Vâng. Khi mà người ta cảm thấy rằng ở đi kia có một người đẹp, ở trong đó có một người đẹp, mà nó lại không đứng ở ngoài mà họ lại đứng ở trong cái cửa sổ, thì cái tình đó nó mới là len lén, nó mới là hay, nó ở cái mục mà cái cô ta đứng ở trong đó vén cửa giống sổ giống như ra. Một bức tranh phải không thưa anh? Đúng rồi, nó như bức tranh. Và thơ là tranh mà. Vâng. Thơ là tranh. Vâng. Theo anh đó thì như tôi hỏi hồi nãy đó, trong cái đời của một người, một nhà thơ chắc là anh đã sáng tác nhiều, anh đã viết nhiều, trước đây và sau này có bao giờ anh làm một cái bài thơ nào về mùa đông, hoặc có thể dính dáng đến cuộc tình, hoặc chỉ là cuộc tình một chiều, hoặc cuộc tình hai chiều, một cuộc tình tan vỡ, hoặc một cuộc tình buồn, có bao giờ anh làm một bài thơ nào mà chúng ta có thể chia sẻ ngày hôm nay không? Xin lỗi, anh có chứ. Nói cho đúng rằng thì với một cái tâm hồn của một người dễ rung động như là có những cái nhà văn thi sĩ chẳng hạn, thì đôi khi tôi cũng xúc động với những cái gì mà mình nhìn thấy. Vâng. Tại vì cái cặp mắt của mấy người mà nghệ sĩ đó, nó cũng như anh chẳng hạn và mấy người khác, nhìn vào cái vật thể và nhìn vào cái gọi là cái điều kiện để mà mình nhìn thấy đó, nó rất dễ xung động lắm. Vâng. Do đó nên khi mà anh nhìn thấy tuyết trắng mà đang bay xuống, anh cảm thấy nó rất là mê. Vâng. Nó như người ta gọi là bông tuyết. Vâng. Thấy không? Thì trong khi đó tôi có cái bài thơ mà tôi mới viết ngày đây này. Vâng. Có phải chiều nay trời cuối đông? Cành trơ trời tím, dáng mây hồng. Wow. Okay. Em ơi lạnh quá mùa thu chết. Tuyết phủ dựng mồ trắng mênh mông. Wow. Anh tưởng tượng thế này nha. Tôi nhìn thấy cái tuyết nó phủ lên nhìn những cái đồi. Vâng. Mà nó dập dềnh cũng như là
những cái ngôi mộ mà bị tuyết nó phủ vậy. À. Thì đó là tôi mà để trắng toát như vậy. Anh cứ tưởng tượng làm thì nó... Anh có định giống như là Đinh Hùng nói là thua ấy đánh thức hồn má dậy, ta muốn vào thăm dưới mộ dâu không? thì anh cứ nghĩ rằng cái tâm hồn của mấy người nghệ sĩ nó như là một cái máy hình vậy. Vâng. Nó chụp thì mỗi người đứng ở một cái phía khác nhau. Vâng. Thì cái khía cạnh nó rất là khác nhau nhưng mà nó rất là linh động. Vâng, rất là linh động. Nó rất là linh động. À, kính chúc quý vị, tôi còn nhiều câu hỏi muốn nói chuyện với, muốn hỏi nhà thơ Trinh Nguyên. Nhưng mà bây giờ thì chúng tôi xin tạm ngưng phần 1 của chương trình Văn hóa Việt Nam xưa và nay với đề tài Mùa đông trong thi ca Việt Nam và diễn giả là nhà thơ Trinh Nguyên. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau phần giải lao. Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chào quý vị, chúng tôi xin cảm ơn sự chờ đợi của quý vị. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Văn hóa Việt Nam xưa và nay qua đề tài Mùa đông trong thi ca Việt Nam với nhà thơ Trinh Nguyên. Cảm ơn anh, vừa rồi anh đã chia sẻ một bài thơ anh mới sáng tác tức thời về mùa đông. Và anh có nhớ lần trước đó khi chúng ta nói chuyện với nhau về mùa thu thì... Anh đã nói đến, chúng ta đã nói đến một nhà thơ và một bài thơ đã gây nhiều tranh cãi và cũng là rất là hay. Đó là TTKH, đúng phải không anh? Đúng. Hôm nay thì chúng ta cũng trở lại một chút với mùa đông. TTKH có làm những cái vần thơ mà đã được Dương Viết Điền ghi lại trong cái bài viết của anh về mùa đông qua thi ca Việt Nam. Một trong những đoạn đó là biết chăng chỉ mỗi mùa đông đáng thương những kẻ có chồng, như em. Vẫn còn thấy lạnh trong tim đan đi đan lại áo len cho chồng, phải không anh? Anh nhìn cái hình ảnh đó có vẻ buồn quá phải không? Nhưng mà đợi một lần nữa xin nhắc lại là đó là cái phần tưởng tượng của thi sĩ Thâm Tâm mà thôi chứ không phải là của Trần Thị Khánh, có phải không anh? Đúng rồi. Vâng. Nhưng mà khi mà nói đến mùa đông và nói đến những cuộc chia ly thì chúng ta không thể nào mà quên được một bài thơ rất là hay. Đó là bài thơ Tiễn Em. Tiễn Em mà... Lên xe tiễn em đi. Lên xe tiễn em đi. Chưa bao giờ buồn thế. Đúng. Trời mùa đông Paris, suốt đời làm chia ly. Rồi nhắc đến cái phần tuyết của anh đó. Nói là tuyết rơi mỏng manh buồn, ga liêu đèn vàng cầm... tay mình em muốn khóc, nói chi cũng muộn mà. Có phải không thưa anh? Có phải những cái bài thơ như thế này đó làm anh nhớ lại Nguyên Sa. Đúng, Nguyên Sa. Nguyên Sa trong cái bài Mai Tôi Đi và Anh Bằng Phổ Nhạc. Đúng. Thì cũng có nó cũng rất là không bao giờ nói đến thật là rõ ràng. Chỉ nói là mai tôi đi chắc rằng Paris nhớ. Đúng không? Đúng. Rồi hoặc là mai tôi đi chắc rằng sông Sen nhớ. Không bao giờ mà nói rõ cái người yêu đó là khi nói đến sông Sen tức là nói đến người yêu đó. Khi nói đến Paris tức là nói đến cái người yêu đó. Mai tôi đi chắc rằng Paris nhớ. Paris nhớ. Phải không? Đúng. Thì cái nhà thơ, nhà văn đó, nhà thi sĩ chẳng hạn, khi người ta có những cái sự xúc động giống như anh nói đó, rất là đặc biệt. Đúng, thực ra những cái cuộc chia ly mà tiễn em trên nhà ga Lyon đèn vàng đó, tôi có đi Paris rồi thì cũng thấy thường, không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà trong cái khung cảnh đặc biệt của một ngày đông có tuyết rơi mà cầm tay em muốn khóc thì thật là không còn gì để nói, người thi sĩ đã ghi lại được, có phải không thưa anh? Đúng rồi, anh cứ tưởng tượng thế này. Cái mùa đông ở Paris là tuyết. Vâng. Khi mà anh đứng ở trên cái đại lộ của The Gaulle, vâng, anh sẽ thấy cái dòng sông Sen. Mà cái dòng sông Sen này mùa đông thì anh thấy rằng thì là nó tuyết mà nó rơi xuống dòng sông Sen. Mà anh đứng ở bên này anh nhìn qua bờ sông Sen bên kia. Rồi anh đi một khúc nữa anh sẽ thấy là những cái hàng xe lửa nó, cái đường dày xe lửa vào mùa đông. Anh thấy nó rất là buồn.
Nguyên Sa viết cái bài thơ nó rất là đúng. Rất là đúng. Nhưng mà thi sĩ Trinh Nguyên của chúng ta đó, có bao giờ mà lại cầm tay em muốn khóc, nói chi cũng muộn màng không? Tôi chỉ có thế này thôi. Đông ơi em đã về chưa nhỉ, sao thấy nụ xuân búp lá non. À okay. Chợt lệ lạnh lòng chiều viễn xứ. À người ơi đất nước mất hay còn. Wow, thưa quý vị, nhà thơ Trương Nguyên đúng là một nhà thơ. Tôi thấy thơ của anh giản dị nhưng mà có cái hay của nó là những cái hình ảnh anh đưa đi và cái âm điệu của bài thơ anh làm đó có chất, rất nhiều chất nhạc ở trong đó, chất nhạc và lại cũng mang phản ảnh cái tâm trạng của những người xa xứ bây giờ, có phải đúng, thưa anh? Đúng, tại vì tôi sống ở bên này mà, đâm ra cái quê hương mình còn xa, thế không? Vâng. Đâm nói vậy. Nhưng mà đa số là những cái quý vị mà thơ mới, tôi gọi là thơ mới là tại vì thế này, sau 75 những quý vị ở bên Việt Nam qua đây á. Vâng. Làm thơ nó rất là khác với những quý vị ở Việt Nam hồi xưa. Vâng. Thưa anh, đó. Anh nói như vậy có nghĩa là cái tâm trạng, cái cảm xúc của người làm thơ, có thể gọi là thi nhân, nhà thơ hoặc bất cứ một người nào đó thích thơ văn, một người nghệ sĩ, thì cái cảm xúc của họ đối với lại cái mùa đông đó, nó hình như nó khác với cảm xúc của người ở bên Việt Nam, có phải đúng không? Đúng đúng anh. Tại vì thế này, cái gì cũng vậy, con người ta với một cái tấm lòng của nghệ sĩ nó rung động với từng mùa, nó vâng. rung động với từng cái thời gian vâng. mà nó rung động với tất cả những cái gì mà liên hệ tới họ ngay trong cái tức khắc, ngay trong cái đời vâng. sống của họ. Thưa anh, vậy thì trong những cái số những cái bài thơ của những người mà xa xứ anh đọc được vâng. có cái bài thơ nào mà anh cho là phản ánh nhiều nhất cái tâm trạng của cái người mà xa xứ, thưa anh? Đây chẳng hạn như là trong những cái nhà thơ mà ở sau năm 75 á, vâng. thì tôi đọc tôi thấy có anh thơ của anh Diệp Ly, rồi thơ của anh Quốc Phương, vâng. rồi thơ của anh Tuấn Đức, vâng. thì cái dòng thơ mà gọi là xa quê hương này đó, vâng. thì nó rất gọi là khi mình đọc lên á, vâng. mình cảm thấy rằng nó có một cái gì mà gọi là những cái người ở Việt Nam mà xa xứ này nó viết lên cái dòng thơ gọi là than vãn đó, vâng. nhớ quê hương mình, hoài cổ đó. Thì đây này, chẳng hạn như là cái thơ của anh Diệp Ly này, hơn nửa đời cuộc tình có như không, à một mối duyên thừa giữa dòng oan trái, nước mắt tuôn rơi niềm đau còn lại, à mấy đường đời tình quằn gánh trả vay. Ừ. Thì anh cứ thấy cái mùa đông anh ta viết lên một cái nỗi nhớ của Việt Nam, những cái bài thơ đông mùa đông về của anh Quốc Phương này cũng vâng. cũng vậy này. Vâng. Này, phiên chợ cũ người người đi mua sắm. Ừ. Rồi cái đủ sắc màu áo lạnh ngắm mà mê, những nửa đôi say đắm núp gió về, cùng trao hẹn trọn đời, chọn lời thề chung thủy. Vâng. Tại anh cứ nghĩ rằng thì là ông ấy nhớ tới, ông ở bên này nhưng mà vâng. ông nhớ tới bên Việt Nam. Vâng. Những cái lúc mà đi mua sắm với một người tình thì anh cứ nghĩ rằng thì là trong cái tâm hồn của họ đau lắm. À. Rất là đau. À. Khi mà họ viết ra những cái dòng chữ gọi là chẳng hạn những cái chữ mà mê. Thực là hồi xưa nhớ lại những cái đó thất mê thiệt. Vâng. Tại vì cái cuộc tình nó hai đứa cầm tay nhau mà rong rung răng rung rẻ trên đường lên là anh thấy mê muốn chết. Nhưng mà sang này không còn nữa, anh thấy không còn nữa. Đâu mới thấy rằng thì nó mới thấy rằng cái lời thề chung thủy nó bị vỡ rồi. Vâng. Vỡ này rất là đau. Thế đó là những cái người mà thơ của bên này. Vâng. Thường thường là nó vọng cố hương nhiều hơn. Vâng. Cảm ơn anh Trinh rất là nhiều đã chia sẻ với chúng tôi và quý thính giả của chúng ta ngày hôm nay một vài bài thơ mới mà anh sưu tầm được. Thưa anh, nghe anh nhắc đến những cái mùa đông và cái cuộc tình
cũng như cái nỗi buồn của những người xa xứ, Việt xa xứ. Thì tôi cũng muốn gửi đến anh, cũng chia sẻ với anh một cái bài thơ của tác giả mang tên là Cà phê đắng. À, đúng rồi, anh Cà phê đắng này cũng hay lắm đó. Bài thơ đó mang tên là Nỗi nhớ mùa đông. Đúng. Tôi xin được chia sẻ với quý vị. Có lẽ chúng ta chia sẻ nguyên một bài thơ để cho thấy cái tâm trạng của cái người xa xứ như thế nào. Đông lại về, mưa buồn rơi lã chã. Lạnh không em, khi gió đã giao mùa. Áo anh tặng, nay em mặc có vừa. Khăn choàng cổ ngày xưa em có giữ. Ê, tôi anh đọc bốn câu này, tôi diễn giả ra thử coi có phải hay không nhé. Cái mùa đông về, mùa đông á thì chắc là nó buồn, mưa nó rơi lá chả rồi. Vâng. Nhưng mà có một cái câu hỏi này này. Áo anh tặng, nay em mặc có vừa. À. Anh có tưởng tượng được cái thời kỳ mà hai đứa còn đi với nhau. À. Cái thời kỳ trước 75 thì chắc chắn cô ta phải đẹp. À. Nghĩa là mình gọi là cái dáng nó phải là đầy đủ đấy. Vâng. Nhưng mà bây giờ đó thì cô ông ta hỏi một câu, em mặc vừa hay không? Cái tức là có thể em gà, già đi, em ốm đi có phạm thưa không, anh không? Nó nghèo đói quá, nó khổ cực quá. Bây giờ còn xương với da không mà mặc sao vừa? anh nghĩ ra cái đó rất là hay. Khăn quàng cổ ngày xưa em còn giữ. Đem bán hết rồi, sao còn gì dữ. Anh, tôi thấy rất là hay. Ý nghĩ những cái đó rất là thực tế. Không, nó rất là thực tế. Cái tâm trạng, đúng rồi anh. À, đấy là những cái điều mà anh nghĩ ra, tôi nghĩ rằng rất là phù hợp và phản ảnh được cái tình trạng thay đổi cả về kinh tế lẫn về tâm tình của những người xa nhau. À, kính chúc quý vị, nói về đề tài mùa đông trong thi ca Việt Nam thì nhiều và rất là xúc tích. Chúng tôi mong rằng sẽ có dịp nói thêm về những cái mùa khác của trong thi ca Việt Nam như mùa hè, mùa xuân. Và một lần nữa xin kính chào quý vị. Chúc quý vị được ấm, êm và hạnh phúc trong gia đình. Mặc dù bên ngoài trời vẫn còn mưa dầm, vẫn còn gió lạnh. Xin cảm ơn quý vị.